Anh xin chào cô chú, anh chị và các bạn. Hôm qua bạn tin mình mắc công chuyện, bạn tin nó đi gài bẫy chuột. Sáng nay mình đi theo bạn tin, mình đi thăm đây. Ở khu vực này bạn tin nói điểm rất là im. Anh em ơi, một con chuột cơm. Đi theo thăm vọng dưới luôn hay sao tin? Để tôi xuống tôi xách. Hay quá. Cái điểm này là cái đám cỏ bỏ hoang này, cặp vườn dừa với mấy cái đầm tôm, chuột cũng cơm quá trời mập luôn. Bỏ đi à, theo bản tin đi ra thăm tiếp. Nhum. Ôi, dính là anh em ơi. Ôi ôi chuột con nhum. Ôi ôi. Vô. Ê dạ. Quá đã. Ôi. Cầm. Ngay góc dừa luôn anh em ơi. Đây, cái đường mòn nó đi nè. Đó, lụm đó. Quá đã. Cái đó còn nguyên. Cái này dâu nó cắn cỏ nó ăn nè anh em. Đó, dâu nó cắn cỏ nó ăn đó. Lấm phén. Còn nguyên anh em ơi. Cái chỗ này tin đã ba cái hả? Ba cái dính một em. Quá trời nó mướt luôn. Tiếp tục đi là lại thăm những cái bẫy tiếp theo. Mập ú mưa rửa. Hy vọng hôm nay sẽ trúng mánh nha anh em. Hy vọng hôm nay trúng mánh chuột công nhum này. À mình để đây đi. Chút xíu rồi mình sang ra. Quả ống rất là dày luôn, dài tới mé sông mấy cái bằng luôn hả tin? Dính này anh em ơi. Ôi con chuột công nhum luôn. Ôi quá đã. Ôi bự hơn con nãy luôn. Ủa tổ lên em ơi. Một cặp rồi. Hy vọng những cái bẫy tiếp theo sẽ lụm những em cống nhum như vậy nữa. Rất là đã luôn. Lụm nóng phen. Đây chung quanh có cái bờ mía nữa nè. Chung quanh có cái đám mía. Còn nguyên hả? Để lại ha. Mình đi theo cái đường mòn của bản tin. Ấy đi tràn lan quá, nó bịt mấy cái dấu đường của mấy con chuột nó đi. Nhé.
Còn một con chuột cơm anh em ơi. Hai con rồi. Đó, trên bờ cũng con chuột công nhum với một con chuột cơm. Chuột công nhum nữa anh em ơi. Ôi, ôi con chuột này cả ký luôn. Cả ký luôn anh em. Ừ, quá trời đã. Cái tay cầm để sao? Ôi. Để hai con cặp vô coi. Đó. Ôi. Quá trời mập ú luôn. Thời điểm này mình được ba em chuột công nhum rồi. Với hai con chuột cơm. Tiếp tục. Quá im quá hấp dẫn. Cấm nhum nữa anh em ơi. Ôi một bầy rồi anh em ơi. Ba con rồi. Bốn con rồi. Ôi quá đã. Vô mánh rồi. Có lý. Bạn tin sách nó kêu khè luôn. Nặng tay ha Ven. Ba con 2 kg không Ven? Mấy chuột này chuột là lâu năm rồi, nó mập lắm anh em. Trời ơi. Quá đã luôn. Nó không? Ừ. Khè kìa. Để luôn hả Ven? Cống gì đây? Cơm. Đây. Có một em cơm mướt rửa. Quá im Fan ơi. Ôi, cò đỏ. Không thấy nha. Bài. Ôi mình để xa quá không ta? Mình để cái lồng, hai cái lồng chùa chảnh với xe xa quá không? Rồi bỏ dép ra lội qua cái mương nước này. Vô đó lụm cũng nhùm chắc. Thấy thế im quá. Em. Cống gì em? Ủa cống gì vậy Tin? Cơm đó anh em ơi. Ôi ôi. Vàng tươi luôn. Quá đã. Để xem. Ôi, nhum nữa rồi. Ôi ôi. Bạn Tin là một bầy đó rồi anh em ơi. Quá trời luôn. Ê, dơ lên nghe bạn Tin. Quá đã. Bạn Tin đang cầm nặng tay rồi. Điểm này quá im ha Fan. Tiếp tục tiến vào trong bờ đê cặp sông. Lụm nữa rồi. Ôi ôi hai bốn sáu cầm lên chụp làm hình nền cái Fan. Lên nghe thôi nha. Ừ rồi quá đã. Quá im luôn anh em. Tiếp tục trúng mánh rồi. Bẫy như vậy thăm như vậy mới mê nè anh em. Cái công đi ruồng cỏ kiếm mà dữ dằn hả bạn Tin luôn.
lần tìm dấu vết nó đã đời luôn á. Quá im luôn, quá đã. Ở đây lụm con nữa coi. Muốn cái bờ cũng dính ta. Ok. Ui bị ủi rồi. Ủi rồi anh em ơi. Nó ăn hết trơn lúa rồi mà. Để đặt lại luôn. Quá đã. Nguyên khu này là 7 em chuột, ơi cống ngâm luôn. Trời ơi. Quá ngon lành. Ý, cái này sâu ha. Nước sâu. Rồi lên rồi mình để cho anh em coi. Cái khu này được. Trúng rác đậm luôn anh em. Ai. Quá đã. Ê, anh em coi thành quả nè. Thành quả khu vực này. Đây. Cơm được 4 em chuột cơm. 3 cái không dính. Ừ, 3 cái không dính. Này là quá đạt nè anh em ơi. 3 chuột cơm với 6 con chuột. Cống nhum. Con cá không dính. Ừ. Quá đã. Quá trời, cái con này nó mập nó không có xây lại được luôn nè. Làm như con dúi à. Ú à. Quá đã. Bày nữa luôn. Quá chất lượng. Giờ xót một cái nha tin. Nghiệm lại coi. Khu này rất là đã luôn. Quá trời dính nè anh em. Tại như nãy giờ mới có 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 cái à. Ừ, 14 cái. Ôi cái bàn chân. Vô chặt cứng cái lòng luôn mà. Giờ không có đồ sáng ra. Ừ, có mấy lòng trống. Cái này là mình ship chất vô trong cái vỏ. Quá chất lượng anh em. Rồi mình tin lại gài mấy cái để ship mấy cái lòng này vô. Quá đã rồi. Ui chắc vào mấy cái lồng chuột con nhum trước đi. Đó. Ôi. Quá đã anh em. Quá mệt. Trúng nguyên bầy chuột này. Quá đã.
trời tiếp đi thăm điểm tiếp theo nữa. Cái khu vực này quá là im luôn anh em. Giờ lên rồi mình với bạn tin đi thăm tiếp thôi. Nay thăm ở khu vực Thanh Bình 2 cái này xã gì ta, Thanh Vĩnh Đông hả? Ủa, thành Phú Long giáp với Thanh Vĩnh Đông. Đây, mình tới điểm tiếp theo rồi. Đây là ngay cái bồn nứa. Ồ, một em chuột lứa. Mấy chuột lứa này về bản tin có làm cái lồng á để mình nuôi. Ôi, đấm nữa. Ôi, bự này, bự. Thôi. Quá im, quá im. Cái hai em. Cái hai em. Hai em. Quậy nữa nè. Ủa, con chuột con nhung này cũng quá chất lượng luôn chứ. Hai cái kế bên luôn. Hai cái hai con luôn. Quá im luôn. Quá đã. con chuột lứa với con chuột nhung bự. Này con lứa nè. Rồi. Quá đã. Quá im. Tiếp tục đi hành trình thăm bẫy tiếp. Quá đã. Vô vỏ thì mình đi thăm tiếp. Hey, gặp ông anh nè, thấy chất lượng ông anh. Đã đồng chánh hiệu không? Rồi. Rồi mình với bạn tin tiếp tục đi thôi. Tiếp tục tới khu đồng cỏ này. Bạn tin thấy hai con cu vàng nó đang gù gù đá lộn nè, để thử bạn tin trở tài săn bắn rồi bắn. Ôi, một em. Hay quá tin ơi. Hay quá bạn tin ơi, lụm em này nữa tin ơi. Đang nằm dưới. Hay đây, ừ. Nãy rớt con đầu tiên rớt rồi, quá hay. Ồ, nó bay luôn rồi. Lại lụm nó thôi. Hay quá tin ơi. Ôi ơi, hay quá. Một em. Đang đi thăm bẫy, bạn tin thấy bạn tin quất một cái là lụm một em cu vàng liền anh em ơi. Đấy, mình thăm bẫy chỗ tiếp. Hai em chụp cơm. Cái đầu không? Ngay so nào luôn. Mẹo. Hai chục cơm luôn ha. Quá đã. Rồi đâu đi. Bạn tin trổ tài thiện xạ của mình. Đó. Sang đâu gài. À. Đi về luôn. Rồi về luôn. Vậy cái nào dính này vậy lại. Ừ. Ừ, cứ quên lòng sang. Răng ra. Chỗ này thăm như thế luôn. Ừ. Có ai chạy xe ra không ta? Mới không có chưa. Ừ. Tiếp tục vô trong đầu trong này. Ừ. Quá trời cu rút nó đậu dây điện. Đấy, ba con cu rút nó đang đậu trên dây điện. Thì đang thủ thế để bắn đó. Rồi, móc em. Ôi, xuyên qua luôn. Xuyên qua rớt trúng mái nhà luôn. Hay quá anh em ơi. Tin lượm luôn hả tin?
qua đá anh em ơi. Hai con. Rồi, dính một con chuột cơm luôn. Một em cua vàng nữa. Chất lượng. Đang thăm chuột bằng tin trổ tài luôn anh em ơi. Quá hay. Quá siêu sao. Lụm em chuột cống nhâm mày. Lụm không? Lụm anh em ơi. Ôi ôi. Quá đã quá đã. Khè khè luôn rồi. Trúng mánh rồi. Trời, trời bảo vậy mà nó chịu đi. Nó chịu đi. Ôi quá đã. Chỗ tài bắn há luôn rồi. Lụm luôn. Quá trời mồi luôn. Quá đã. Quá im rồi anh em ơi. Nè cái này 4 cái đủ 4 cái hết ha. Ba ăn cơm với con cống nhum. Không không uổng công bạn tin đi đã ngày hôm qua mắc mưa dầm mưa. Hôm qua mình vẫn công chuyện nên ở nhà. Đây. Quá đã. Một lòng đó là có mấy cái 70 nào không, lấy mấy 70 lên. 16 con chuột. Dính 10 đủ đầy trong giỏ này là lòng nào cũng dính nha anh em. 16 con. Đây. À, tiếp tục mình đi chỗ mới thôi. Quá im. Nãy ở trên điểm kia dính 7-8 con luôn, quá trời ngon anh em ơi. 7-8 con chuột cống nhum bự. Hãy vô điểm này coi. Vô điểm này coi thu phục chuột cống nhum nhiều không. Đồng lúa quá trời xanh mướt luôn. Thanh long đang vô mùa, mùa mưa là mùa thanh long trái. Ôi, một con cua vàng nó đang đậu dây điện luôn tin. Sẵn đi thăm bẫy mình đem theo, bạn tin đem theo ná, bạn tin trổ tài bắn ná của bạn tin luôn. Nãy giờ bạn tin đã lụm được 3 con chim cua vàng rồi. Giờ mình thăm mấy cái bẫy đi, gần lại rồi. Bạn tin bắn mình sẽ quay cô chú anh chị các bạn cùng xem luôn. Bị ủi hả tin? Trời ơi. Dễ chút cơ thôi. Ừ. Ồ, nãy quên đem bịch lúa theo nữa. Rồi. Mình thăm tiếp thôi. Điểm cỏ này không phải cỏ nhiều là có nha anh em, mình phải kiếm coi nó có hang hay có đường mòn đi ăn không rồi mình mới gài nha, mới có nha. Mình không phải mình thấy cỏ mình gài đại. Việc lụm con này, lụm mày, lụm cuội cống nhum, ủa chuột cơm. À, điểm này 3 cái lụm 1 con anh em ơi. Giờ mình lên bờ rồi tiếp tục đi thăm tiếp. Này trúng mánh anh em ơi, lón 7 đầu vô quá trời im.
quá đã luôn. Đồng ruộng xanh mướt luôn. Đây là ấp Thanh Bình 2. Thanh Bình 2, xã Thanh Vĩnh Đông. Đầu quá trời lội đó. Mấy con đó ở đâu? Ở trên cái đường cái này nè chú. Rồi ngay chỗ đường dạy cống cái vô. Ngay coi gần cống mình cạm á. Rồi mình tiếp tục đi thăm thôi. Được mấy con mà đen đen vậy mới đã. Điểm mới bị ủi cái bẫy rồi bị ủi nữa anh em ơi. Ôi ôi cái dấu nó ủi kìa. Nó ủi dưới đít lòng nó lên nó ăn mồi lúa. Thành ra nó lòng nó sụp bẫy mà không dính. Đó. Dính rồi anh em ơi. Ôi ôi một em. Quá đã luôn. Vậy là một lứa ở đây là nó cỡ này đó. Ừ. Hai cái đến một em cũng gỡ lại đây. Để rộng nó đi cho nó bữa nào mà xuống thu phục nó tiếp. Tới điểm rồi anh em ơi. Điểm này nãy giờ chạy hơi lâu ở qua khỏi ủy ban xã Thanh Phú Long của Thanh Vĩnh Đông rồi. Đúng không? Hả? Ủi bánh giả lòng ở bên kia vậy. Tiếp tục. Dính lại anh em ơi. Ôi ôi. Một con chuột cống nhum. Quá im. Quá mập luôn. Con chuột già, chuột già. Hết hả? Phèn ở đây hai cái hả? À, quá đã. Quá chất lượng. Quá chất lượng. Quá im. Này trúng mánh toàn chuột cống nhum bự không luôn anh em ơi. Quá đã. Cái hướng này vậy mà im hơn hướng bên kia ha. Hướng bên kia bị người ta gài. Có người ta gài trước hay gì rồi. Rồi mình đi thôi. Tới cái bờ cỏ mình tôm. Dính này hả? Dính này không biết chuột gì. Ôi trời, nhảy tung ra. Ôi chuột cơm. Cơm chuột dừa nha anh em. À, lông vàng tươi mướt mượt luôn. Rồi giờ điểm cuối cùng còn hai cái nữa thôi anh em ơi. Mình xuống kiểm tra coi. Ở đằng còn đằng kia một cái nữa. Ở đây một cái. Lụm không ơi. Lụm một con đẹp ơi. Rồi. Dính anh em ơi, một con chuột cơm. Đấy, còn một cái nữa. Hãy qua bên đây thăm một cái nữa rồi kết thúc chuyến thăm. Rồi cột lại luôn anh em ơi. Còn lại đây thăm một cái nữa. Rồi cái cuối cùng anh em ơi.
qua bản tin gài 40 cái, sáng giờ mình thăm từ ở trên kia dài dài xuống coi thăm cái cuối cùng coi. À, trúng cái cuối cùng dính một em chuột cơm luôn anh em. Đây. Quá im rồi. Bây giờ mình với bạn tin sẽ về nhà rồi soạn mới chuột ra rồi mình sẽ cho thăm mấy con hả? Ừ. Mình bỏ trong bao đó, giờ ngồi đi ngoài đường mình sạn ra hơi lâu. Để về mình sạn ra cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem coi thành quả của anh em mình buổi sáng ngày trong buổi sáng ngày hôm nay nha. Đây, nói chung buổi sáng ngày này rất là trúng luôn. Giờ lên về thôi. Rồi, chào cả nhà. Lại đường về nhà cho anh em. Tới đầu đường vô nhà mình rồi. Con quạt cương. À, kho này thu mua trái cây thanh long rồi nè anh em. Rồi về thôi. Vô tới nhà rồi mình sẽ mở ra cho anh em coi thành quả rồi sáng giờ mình với bạn tin đi thăm bẫy nha. Đây, tới nhà rồi anh em ơi. Giờ xuống nha, mình sẽ mở ra thành quả buổi sáng ngày hôm nay cho anh em cùng xem. Đây thôi. Thành quả sáng này rất là mát trời trúng mánh luôn. Bạn tin không tắt xe luôn bạn tin để hao xăng bạn tin ơi. Ô chào Dương Hai, Dương Hai đi tiệm về á. Đây. Dương Hai là ba vợ của bạn tin. Trúng mánh quá nhiều luôn. Rồi Dương Sáu, chào Dương Sáu. Khỏe Dương Sáu. À, trời ơi anh em ơi, đây thu phục được cả bầy luôn, nguyên bầy luôn. Trúng mánh đó, con này nó vô muốn chặt cái lồng luôn nè. Rồi nó kêu à. Có hai con này rất là bự anh em, ba con này rất bự luôn. Đó bự lông nó nhìn nó mướt, nó màu mướt xám không có. Yeah. Nguyên bầy cống nhum. Còn trong cái bao này nữa. Cơm. Trong bao thì chuột cơm. Này. Đã anh ba. Nè mấy con này lông dữ dằn không? Đó. Cơm. Bên kia là cơm. Quá. À mấy con này mới giữ nè, lâu năm nè. Này nè. Ừ. Này lâu năm nè, với con này nè. Lông nó vàng luôn nè. Đỏ lên đen mướt. Rượt luôn. Quá đã. Ai kêu dạ bạn tin là lên đơn hàng đi cung cấp cho mấy anh em nhậu cuối tuần luôn. Hey, anh em nào mua ở khu vực Châu Thành Long An hôm qua clip kia mình có bạn tin có nói số điện thoại đó, anh em bình luận mình sẽ đưa số điện thoại bạn tin cho anh, cô chú anh chị có đặt hàng mua chùa đồng thì liên hệ cho bạn tin nha. Đó, có mần sẵn luôn. Muốn thui rơm có luôn. Đây. Chắc là đã. Mấy con ba thấy sao anh ba? Trúng mánh không? Vô. Chuyện sáu. Thôi, mình cũng xin dừng video tại đây. Rồi hẹn
gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong những chuyến thăm bẫy tiếp theo. Rồi kính chúc cô chú anh chị và các bạn luôn dồi dào sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Rồi mình xin chào.